Sao Hoàng Nhật Nội Địa xin kính chào tất cả các bác. Bây giờ là buổi chiều ngày 7 tháng 10 năm 2020. Lên sóng tiếp tục giới thiệu với các bác một con máy rửa bát Nationa. Con này có mã là LPBM1. Đấy, em để số 8 coi nhé. Đấy, một con máy thì quảng cáo rất là nhiều rồi. Chắc là các bác nào mà yêu về đồ Nhật thì cũng không cần phải trình bày nhiều nữa. Một con máy thiết kế tương đối là vừa vặn đẹp, khoang rửa rộng rãi, giá cả thì vừa phải. Về tình trạng máy thì vỏ vẫn nguyên bản, mọi chức năng hoạt động ok hết. Thì dòng này thì hình thức nó như thế nào thì em quay trên clip nó là như thế các bác nhé. Các bác khi các bác mua đặt con nào thì gửi đúng nó lại con đấy. Rồi các bác mua bảo lấy con số 8 này thì gửi đúng con số 8 nhé. Tình trạng máy thì đã test ok ngon lành rồi. Bây giờ giá rất là rẻ thôi, con BM1 này thì em bán là 3,9 triệu nhé, giá chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn thì em bán của Liwa là 400.000, hàng công ty của Liwa đấy ạ. Còn phí vận chuyển đi các tỉnh thì hết khoảng từ 2 đến 300.000, phí vận chuyển nội thành thì hết 100.000. Ship hàng toàn quốc, xa mua đặt cọc trước 500 thôi nhé. Máy đang phun lại, bên trong con này khá là đẹp, đã test chạy ok hết rồi. Vâng, chỉ cái thứ mọi thứ ngon lành hết thôi nhé. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ. Dòng máy này thì nó ngon bổ rẻ rồi, siêu bền, cam kết với các bác là tất cả các cái bệnh đều xử lý hết, mà nó thật ra là chả có bệnh gì cả, một vài cái bệnh vặt con thôi. Thì về nhà khi bán những con nào thì em xử lý luôn rồi. Các bác nào lấy con này các bác liên hệ nhá, giá 3,9 triệu. Xin chào các bác.